Xin chào tất cả quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Kidosai. Vâng, và ngày hôm nay thì tôi sẽ đến với các bạn trong một video giới thiệu về một sản phẩm, một chiếc bồn cầu 2 khối, một dòng bàn cầu cực kỳ mới của Toto. Và ngày hôm nay thì chiếc bàn cầu đó đã có tại showroom của chúng tôi đây. Đó, một dòng bàn cầu 2 khối CS986. Vâng, mẫu bàn cầu này thì nó đang thiết kế với phong cách đó là dòng cổ điển. Như các bạn có thể nhìn thấy về kiểu dáng của chiếc két, nó được bo vuông, đặc biệt là cái phần nắp két nó có thêm một cái rãnh phía bên trong nữa đó. Nó tạo ra một cái nét gì đấy rất là cổ điển. Đặc biệt điểm nhấn nó chính là ở cái tay gạt này đó. Các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ có hai chế độ, đó là cả xả đại và xả tiểu, gạt được cả về đằng trước và đằng sau. Thì mình sẽ giới thiệu về tổng thể một chút về chiếc bàn cầu này. Chiều dài cơ sở của dòng bàn cầu này từ phần đáy tới phần mũi á, thì nó đang vào 70 cm. Còn chiều cao thì nó lên tới 76. Nó không phải là cao quá, nó không phải là dài quá. Nó phù hợp với những vòng tắm vừa và nhỏ. Bề ngang thì nó đang là một khoảng 45 cm. Thì ở đây dòng bàn cầu này thì đang sử dụng chiếc thân, đó là chiếc thân C769. Nó của dòng bàn cầu 769. Vâng, tại sao lại như vậy? Tại vì hai chiếc thân này có thể ghép được với cái mẫu két này đó. Nên là các bạn hoàn toàn an tâm khi mà các bạn nhận đó là ký hiệu là C769, nhưng mà tại sao trên hóa đơn nó lại là 986? Tại vì nó sử dụng cái thân này, nó sẽ khác biệt là ở cái két này đó. Cái két các bạn nhìn thấy đây, nó ký hiệu là S986 cơ. Đấy, điểm đặc biệt nó ở cái két đó. Thì mình sẽ review qua về bên ngoài trước chiếc bàn cầu này. Ở phần thân, nó là dòng thiết kế thân kín. Vâng, như cái mẫu 769 thì mình đã giới thiệu các bạn trong một video trước rồi. Đấy, thân kín này, hệ thống xả là xả Torado, xả xoáy hai cửa. Vâng, ở bên trong thì được phủ lớp men chống bám bẩn Siviontech. Đó, dòng men đặc thù của Toto áp dụng đối với những dòng bàn cầu trung và cao cấp. Thì lớp men đấy nó sẽ tạo điều kiện cho mình dễ dàng vệ sinh hơn, và đặc biệt là cái công nghệ mới thì họ thiết kế nó là vành kín, nó không tích tụ lại chất bẩn ở trên đây, rất dễ vệ sinh. Ở cái phần két thì sao? Cái phần két thì như các bạn có thể quan sát được, đây mình đang nhìn lại thì nó đang được thiết kế nó vuông lại một chút ở cái phần thành hai bên hông này. Đấy, đặc biệt là phần phía trên nó sẽ lại to ra, nó sẽ to ra dần. Đó, trên nó sẽ to hơn ở phía dưới. Đây là phần nắp này, phần nắp nó có các cái viền nó nõm vào ấy. Thì nhìn một chiếc bàn cầu nó có cái vẻ gì ấy, nó rất là cổ điển. Đây thì về phía bên trong phụ kiện thì sao? Thì phụ kiện thì như dòng 986 này họ đang sử dụng đó là hệ thống xả cọc hơi. Cọc hơi đây nó sẽ kết nối bằng cái dây này, chứ nó không phải bằng hệ thống xả hai nhấn nữa. Nó vẫn là gạt nhưng mà nó có hai chế độ, nó xả đại và xả tiểu. Thì ở phần cọc hơi này nó sẽ có một cái ưu điểm hơn so với các dòng khác, đó là nó không bị kẹt này khi các bạn sử dụng về lâu về dài. Đặc biệt đối với nguồn nước của Việt Nam có nhiều cặn canxi đá vôi, khi các bạn sử dụng lâu ấy thì nó hay bị tích tụ lại và nó kẹt. Vì vậy mà dẫn đến nguyên nhân là nước luôn chảy xuống bàn cầu, nó hay bị rò rỉ. Đấy, trong đây thì các bạn sẽ check được các cái mã vạch này. Đây, QR code cũng có luôn này, các bạn này quét này. Đây các mã số này. Đó, để đây, thậm chí trên đây nó sẽ khớp luôn đây, ở đây. Trên đây cũng có mã QR code luôn. Thì cái mã này thì nó sẽ đối chiếu với cả cái phiếu bảo hành khi các bạn nhận được. Đó, thì chiếc bàn cầu này thì nó có 3 cái phiếu bảo hành, đó là về phần két, phần thân và phần nắp. Như cái nắp mình đã áp dụng đây kết hợp đó là lắp T8. Đó, dòng lắp T8 là dòng lắp mới của Toto. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lắp kết hợp với lắp T2 hoặc T3. Dòng TC393 hoặc 385. Và đặc biệt mẫu bàn cầu này thì có thể kết hợp với được tất cả các dòng lắp rửa thông minh hiện tại của Toto, như 6631, 6531, rồi là 4911Z. Theo mình đánh giá tổng quan ấy, thì về chiếc bàn cầu này với phân khúc giá nó rơi vào khoảng tầm 8 triệu đồng ấy, thì đây là một mức đầu tư khá là hợp lý đối với những phòng tắm thiết kế với diện tích vừa và nhỏ. Đặc biệt là với phòng tắm khoảng tầm từ 3 cho tới 5 m², các bạn có thể kết hợp được mẫu bàn cầu này. Và đặc biệt là về kiểu dáng thì nó là dòng thiết kế cực kỳ mới. Đó. Thì các bạn có thể nhanh chân tới showroom 107 Trần Duy Hưng chúng tôi để xem tận mắt, cũng như là tham khảo thêm những mẫu bàn cầu 2 khối cũng như một khối khác. Và đặc biệt chúng tôi có khu thử nước trực tiếp, các bạn có thể trải nghiệm được cái công nghệ xả cũng như là cái kiểu xả của dòng bàn cầu này.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.